Rồi chào tất cả các bạn nha. Bạn thấy ha, hai con bồ câu của sư mẫu nuôi thấy khôn ghê không? Con này lông mứt rượt nè, nhưng nói về độ khôn con này nó khôn hơn, thấy nó sằn sù nhưng mà nó khôn dữ lắm. Tại con bồ câu này sư mẫu bà nuôi lúc còn nhỏ xíu xíu à, do mấy con gà bạn nó lũ vô mấy ổ con gà lúc nhỏ đó, con gà nó ấp trứng nó vô nó mổ riết vậy đó, lông không còn cái gì á. Con bồ câu này mứt rượt ha, bồ câu Pháp gì à, cái gì Athen America gì của bả đó. Bữa nay mình ra sông Tiền, mình với cũ cá sủ đi thả lưới cá mè Vinh. Ôi, vợ chồng sư mẫu đâu mất tiêu chân trời, ngày vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy. Trời thì cũng đang chuyển mưa tối thui luôn, mưa từ hồi tối vợ bạn, quất cơn mưa từ lưa hột dưa chứ. Nhà sư mẫu đâu trơn rồi trời, chắc đi thả lưới hay gì rồi. Gà mái siêu to khổng lồ của sư mẫu à, cổ lô đạn đâu rồi, ừ bà nương. Đi cuốn lưới thôi bạn, hồi nãy gió hơi nhiều quá nên có tiện quay phim, nó mới bớt gió rồi mấy anh em mình mới ra thăm nè. Cái xuồng cũ cái sủ này thì nhỏ quá trời luôn, mới mỗi lần giông gió mấy anh em mình xanh mặt rồi. Ở đợt trước bị dính chấu một lần rồi má ơi, cái xuồng nó cứ bay lên mặt nước vậy nè. Chặn mà cách đây khoảng tháng trước á, y như phi công luôn, chặn đó tao nói thằng nào mấy mặt mày chai chân bụng rủng hết trơn. Đến nào đến nỗi mà cái khúc mà ghê gớm nhất định quay phim với bạn coi mà không quay được, quay cái nước bay xong luôn á. Làm gì làm chứ, hồi nãy đại ca Hồng nó cuốn lưới về có ba con cá mày Vinh, nó làm sao làm. Giờ dặn như nó cũng trưa này nên cá cũng ít ẩn, mà có cái là trời chuyển mưa hơi mát trời á, giá giờ được 4 con. Ừ, nên cổ lụ đạn ra giăng thử rồi sao, chứ nếu mà trời nắng coi như không có giăng đâu bạn ơi. Ở dưới rồi nhà còn cái một lượng cho luôn cái à. Gì ông nội, mùng mà để đựng lưới cũng xinh nữa, không có nữa hả? Nè, gách, mùng gách nó để dành xài. Dạo này cá chết quá phải hà tiện dữ ha. Dạ bắt đầu lên thôi. Thì cái kênh cũ của mình á thì tầm đâu khoảng 2 hoặc 3 ngày là mình sẽ đăng một clip. Tại do nếu mà mình để lâu quá bạn, nếu sau này mà nó bật kiếm tiền lại được á thì cái kênh mình bị mất đề xuất. Mất đề xuất có nghĩa là khi mà mình đăng cái clip lên á là mấy bạn không có nhận được thông báo, chứ là nhiều khi nó cũng không nổi cái clip mình lên nữa. Bởi vì tầm 2 hoặc 3 ngày gì đó mình sẽ đăng một clip lên cho bạn xem. Mong là sẽ sớm bật quảng cáo mà hay không biết sao đây. Nói chung cái này hên xui lắm bạn ơi. 50-50 luôn. Một là đi tiêu luôn á. Bởi biết tình trạng như vậy thì hồi đó mình làm thêm một kênh thứ hai khỏe quá rồi. Làm một cái kênh mới á, mấy bạn biết không? Đó, có hàng rồi đó. Có ngoài luôn. Có ngoài luôn hả?
Thì thường nó tầm khoảng, nếu mà mình nhận được tiền tới tay á, là tầm khoảng 4 tháng. Nếu mà làm thành công á, mọi chuyện đều suôn sẻ, là một kênh mới nha, là khoảng 4 tháng mới có tiền. Mới một tháng mấy, 2 tháng thì nói chung là kênh mình kênh cũ rồi, nên cũng có nhiều người biết qua ủng hộ rồi. Nhưng có cái là mình thời gian mình để nó xét việc, để cái kênh mình dạng như có bị vấn đề gì không á, rồi nó cho bật quảng cáo. Ủa làm ăn được quá trời ta. Rồi khi mình nhận được cái mã pin á, thì chừng nào mình nhận được cái mã pin á, thì lúc đó mình mới có tiền á. Thì cũng tầm 4 tháng tới 5 tháng. Ủa hai con rồi. Được, làm ăn được. Vậy mà hả, đây cái hầu sao cuốn có 3-4 con trời. Nếu có nào hai con không nổi. Nếu mà hai con thiệt, nó có thằng có miệng quỷ này nó linh thiệt á. Rồi sau này mình nói chính cái hồ không cho coi. Mới một phao được hai con ngon lành nữa. Hai cái mà dánh nữa. Con này mập lù lù, ăn cố vô mập, béo phì. Lên nữa nè. Ở 3 kg. Đâu kêu à? Được 5 tô kêu. 3 kg làm được 5 tô ông nội. Có 3 tô. 3 tô à? Đó. Muốn ghiêu 20.000 một tô mà 3 kg 3 tô làm ăn được cha. Ba con rồi đó, thêm con nữa một chi tiêu của đại cái hồng. À, Hải không thả nước lưới, không thả nước lên, còn này củ sủ thả nước xuống kè nữa kìa, tủ có mà dính chập ba luôn, biết nói luôn bạn. Ủa ngon lành dữ ta, làm ăn được. Tao được 4 con đó về hấp lục bình hay chiên xù lai gai với đinh lăng cũng được. Ở đây cái gì chứ nếu mà kiếm món để lai gai nó dễ lắm bạn ơi. Cái đó nó thiệt. Dễ xong mà ốc có. Trời ơi, xong tiền là có nhiều lúc cũng dễ kiếm tiền lắm. Đọc. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Có tim lên kìa. Chim lên. Thả tim lên nó. Dảnh luôn. Còn chim nữa kìa. Ờ còn tím nữa kìa. Tao nói tìm chim chim khủy. Đàng hoàng lắm. Giống bà ba anh. Chim chim. Vô. Tại mình bỏ ngoài vậy nè. Hồi về căng cho cô ba bá nậu trả luôn. Nó khỏi cần phải bỏ không đục. Đó. Bạn thấy mê chưa. Chú cha. Bữa nay củ có sủ gỡ cá mỗi tay thiệt rồi. Ngon lạnh canh chánh. Đầu lên hàng nữa nè. Nãy anh em mình đi thăm á, chuẩn bị đi thăm á, nghĩ chắc bữa nay không có dính cá nhiều hả? Nhưng với tình hình này thấy quá khả quan luôn á. Khoảng cách 8 mét của cái lũ đạn cuốn đầu có chút xíu xíu hết tới phao nữa. Nhiều có cá tôi mới thấy tìm chứ. Lấy tìm báo động giả. Lại lưới ốp vô rồi, lập xô cò luôn. Cái dòng nước bá đạo sông Tiền này dân lưới nó khó khăn thiệt. Muốn chảy đâu nó chảy. Thằng ơi, cá mắm đâu đại ca? Mới làm lia lịa mà đó. Làm lại hoài tự phải liên hồi vậy mới được, mới có tiền mua món riêu đồ, món heo đồ chứ. Cái gì đó tô đó, đang tô đó, tô đó, tô rồi đó, hai tô nữa, hai chồng với đứa con. Chỉ tiêu 3 tô riêu mà. Mấy ngày nay á, mấy người ta dân lưới neo ở trên cầu lãnh rồi xuống đây ta dân cũng nhiều ghê luôn ạ. Ở trên kia không có cá, mới xuống đây như dễ gì. Mà dưới đây cũng gần cũng có cá đâu. Lưới neo tay giăng toàn là bể đầu không. Dạo này cá nó cũng đi mà nó lặn theo lưới neo không à. Nó không đâm trực diện. Bởi cũng gần giăng lưới neo không có cá mắm gì hết. Cầm nó bẫy đi tu quá rồi. Hốt hàng à. Lên mấy con. Ừ, phải dính được có mấy con cái đêm gu luôn rồi. Trời không vui chứ. Con
lỡ bậy. Không lẽ nó ở gần bờ không quá. Không biết lạch còn không biết sao đây. Trời ơi má ơi, cái xuồng gì đâu mà nước sóng nhẹ cũng vô nữa. Bởi vì mỗi lần mà giông gió nổi lên hỏi sao không bị xanh mặt nữa được. Có sát cái mép nước à. Tính ra chưa được 3 phân nữa. Tư gì chịu nổi. Chỉ có mấy thằng không sợ chết đi, hai anh em mình mới lên cái xuồng này đi cứu lưới. Cái xuồng này bạn thấy vậy chứ, cứu lưới nó rất là đẹp hơn mấy cái xuồng khác. Tức là cái bè nó rất là thấp bạn, khi mà con cá nó lên vừa tới mặt nước á, mấy bạn xem rất là dễ xem. Còn mấy cái xuồng khác nó bè cao như xuồng của Đại Ca Lộc với ông Tám rồi nó hơi cao quá. Mình đi thì nó vững tâm thiệt. Nhưng cái mà cái quay phim á, khi bạn cá nó chậu lên á, bạn coi nó cũng không được rõ cho lắm. Mới mốt sắm mẹ hai thùng phi đi ra lưới. Đi câu tôm tôi bao bơ đi câu tôm. Ừ, sắm hai thùng phi ấy mới dán lên trên tôi không đi tao giăng lưới luôn. Quay phim cho dễ. Gặp dòng gió bà nội cha có xuồng này má nó chạy còn kẹp. Còn cái xuồng gặp cái đó dòng gió tới thì sao à. Thằng ơi sàm sàm hoài cá mắm nó trời. Hai bao rồi đó. Ghê, ghê. Đem về cho cá lăn luôn ăn luôn. Ở đây mà đây cảnh sông Tiền cái cá nó chết nó nổi chỗ đó hoài à. Trời ơi, nhảy nước dần lum hết trơn. Thứ gì đâu. Ngồi về chắc ngang luôn xương mày quá quậy quậy mày. Ăn ơi con cá. Cho vô mẹ đụng đi. Quậy quậy. Quậy nước dần tùm lum hết. Nó không có nghe vậy con cá này. Thằng nha, ba phao rồi đó. Mới đầu làm xong tụ quá tự nhiên giờ nó giờ là hiu hiu nữa rồi. Cá đi trong bờ không sao. Con đồ một quá. Lưới này bạn thấy chứ đâu có dám thả gần bờ không? Dính ba cái gọ banh luôn á. Tại cái cước này cước 12 nó mạnh dữ lắm. Như sợi chỉ. Con đồ một rồi. Nói vậy thôi dễ gì đâu. Tại lắm cũng phải 2 tô với tô rưỡi. Gì á, nó chơi mà làm thiệt hả trời. Đi thả lưới cái mà nhìn giống như đi giăng lưới neo mà cá mà đếm được luôn, ghê. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Không tin vào mắt mình luôn. Tự nhiên làm là mới đầu kéo lên đầu nó là gỡ mỗi tay xong tự nhiên cái ba bốn phao là tiện chất quất kéo mỗi tay. Từ ngày gỡ cá mỗi tay bữa nay là cái gì kéo mỗi tay rồi. Mấy tháng này làm ăn bát bát quá. Lưới neo không cá mắm mà lướt ra mà dinh cũng chê cái gì trên trời dưới biển. Bữa nay lọc lừa đi về nhà dỗ đích vợ rồi. Do mấy ngày nay giăng lưới dạng cá không có nên về nhà thăm vợ con rồi. Nói vậy thôi chứ một hai bữa cũng xuống hả. Kiểu mình bào con nào hay con đó chứ giờ mình không làm thì lấy gì sống. Được đồng nào hay đồng đó. Cá mắm kiểu này kìa. Nhìn đầu đứng khúc, đứng dính lại gai hoài cũng được. Ừ. Tự nhiên lạ liên tục, cứ tự nhiên gọi luôn à. Chuyện gì đang xảy ra, cách lạ lùng vậy. Nói gì nói thì nó không dính bằng cái đầu kia thì nó cũng lây gai một con, hai con chứ đâu kì vậy. Kéo lưới không lên không à. Nửa tay. Rồi luôn, nửa đời hơn phắn rồi đó. 120 mét. 120 mét được 7 con cá. Như đây thì nói chung lượng ký là vô tư rồi. Kiếm thêm 2 ký nữa ở bên lật còn là có khả năng không?
mà trước mắt thấy nó thiêu hơn bên cầu An Hiệp rồi đó. Gì kỳ cục nè, bà cậu á, bà cậu chơi gì không vui thiệt chứ. Xích đằng kia coi hy vọng như thế nào chứ, chỗ này thấy không ổn rồi. Cá này nó kiểu đi đi chơi cho vui hay sao trời. Bây giờ chứng tỏ là con nước này cá nó không đi mà. Nếu nó đi rồi gì, cho dù mình giăng bên là cồn hay bên đây nó cũng dính lai gai. Còn nãy giờ kéo đây nó không dính là chứng tỏ con nước này cá nó không đi. Không phải là nó không đi, có thể là nó đi tàn sát đáy có không chừng. Tại lưới này mình thả thằng chung mà. Trong nó chuyển lên đi thằng chung cừ lộn gột. Cái chuyện mà cá đi tầng chung hay là tầng sắt đáy thì thật ra mình cũng không có biết trước được. Tại tập tính con cá đôi khi nó cũng trên trời dưới biển giống như con người mà. Bữa nay này mai kia mà đâu có biết được. Tự nhiên biến mất dạng trơn vậy. Kìa, trời ơi má ơi, dính được con cá mừng hết già. Giống như còn lúc còn nhỏ mừng ba mẹ đi chợ về vậy đó. Đó, có mùa xuân rồi đó, mùa xuân đã trở lại. Tốc độ sợ bão tới không chứ gì. Chứ có cá đâu mà gỡ, cũng đâu có mất thời gian. Được có một con một cái rồi nó im nữa rồi. Thường cá dính cặp một kỳ vậy ta. Dính con này nó phải động nước, con kia nó phải lại nữa chứ. Sao có con một. Mẹ mới mùa câu ổng rồi đó. Mùa câu ổng nuôi thấy gì nó đi tùm lum hết trơn, nó không mấy gì nhà ổng đâu, về nhà nó ở hết trơn rồi. Thấy nó bay tùm lum, nó không có ở hết trơn. Nó không bữa nào lụm mấy mùa câu luôn cho rồi. Xuống một bay chỗ đá mỏi tới nó. Mùa câu mà kìa hơi rai rai thôi, nó chảy mồ hôi lưỡi á. Nãy quên coi con cá có con mắt không, tự nhiên kỳ cục kẹo dính con một vậy. Con chơi kiểu này không vui thiệt các bạn ơi. Đó, trời ơi, ba mông gà, như có con cá dưới nữa đó, thấy có hình có tim kìa. Nguyên cái bộ lục bình chà bá đắp vô dự phao. Tới chuyện chứ. Từ coi chứ không gãy cái xuồng nó trườn lên, họ đẩy ra thấy mẹ luôn đó ông nội. Từ từ tự nha, ông nội đẩy phát cái té xong cái đụng cái khỏe gà liền á. Giật cái nó lộn đâu kỳ vậy. Trời ơi cái này giống như đi ăn trâu quá trời, dính một nồi ba ơi. Hi. Này khó lòn dữ à. Lòn tùm lum nè. Giống cá dính câu luôn quán cỏ rồi. Rồi kéo ơi. Biết không? Má ơi. Không đâu gì cắn đứt mẹ phao. Cái răng của quỷ già này nó bé còn hơn kéo mà. Mấy bạn nào xem clip cũ mấy anh em mình giăng lưới cá ngát. Hôm bữa có Đinh Lăng nhập đó, má ơi dính cá ngát toàn là cắn không. Dẹp tới chịu luôn. Mấy tháng trước gặp mấy ông lục này cũng ám ảnh. Giờ nói chung lục bình nó cũng đỡ rồi.
Vì có gió nổi lên rồi đại ca. Ám ảnh rồi đó, thiệt có gió nổi lên rồi đó. Tranh thủ đi, bà nội trai cũng như bỏ tôi thề luôn, tôi không đi nữa luôn. Từ bỏ cuộc chơi luôn. Tại sông Tiền này mấy bạn biết không, không phải mình nó xui, tại cái sông nó lớn, cái dòng nước nó chảy xiết dữ lắm. Mấy bạn nào biết lội cũng thua luôn á. Và quặng sấy nữa. Chứ cái mỏi gần gần cái mấy chục mét là có một cái quặng sấy. Mày nguy hiểm lắm. Thằng ơi, bà cá tóp mồng gà. Cá đu ma đây á. Con một ta. Nãy giờ tàu là dính mồng gà không à. Thứ gì đó. Trời ơi. Gà chi tiêu hả con Hồng? Mấy ông nói mấy con? Bốn con. Con từ 8 con. Đạt hơn ổng rồi đó. Quá trời. Nãy nghe ổng đi về tôi tưởng ổng chưa cứu lớn. Nãy nghe ổng ổng ba bốn con thôi, tôi ở nhà. Nãy ổng đi ra thì vô gặp ổng hỏi ổng ơi sao không thả lưới không? Bốn con. Rồi chơi vậy cũng vui rồi thiệt các bạn. Tự nhiên kỹ cốt trái. 8 con. Ủa ai trong kia mặc áo vàng vàng không cổ nhìn không ra không cổ. 5 minh hả? 5 phít rồi. 7 nè, văng câu căng con cá. À, cái gì câu căng lúc trước mình em mình văng dính là ổng hả? Đó cá sơn. Sơn ca. 1 ký cá đó thôi bằng 5 ký cá mà dinh này đó bạn. Có thấy cái giá cá nó chênh lệch nhau kinh khủng không? Sơn ca. Con này không mà ba cái dinh. Mà có cái là nó gai dữ lắm. Mà chắc thủ được câu căng này. Câu căng à? Câu căng nó dằn nó ngon à. Nó cá sủ nhiều à. Tôi đem cái neo sắt xuống rồi đó, không giờ làm. Mùa nước lũ nó tràn về bạn, là ở đây chỉ có dằn câu căng thôi. Qua nó chảy một chiều mà chảy xiết lắm, mạnh lắm, mình dằn câu thường cũng dằn đâu được, nhưng câu viền á. Đó dằn lưới neo cũng không được luôn. Thả lưới cái mày dinh đồ hoặc mai bậy bạ được chứ. Thôi câu căng nữa thì chưa thấy quay clip câu căng. Ờ, hồi nào giờ như chưa thấy quay clip câu căng luôn. Câu căng có thể là một số bạn không biết. Câu vé được à. Tức là cái đường câu là câu chết luôn bạn. Quăng xuống dưới sông đó là câu chết luôn á. Nó cố định luôn. Nó không muốn lên cũng xuống giống như câu vé. Là tất nhiên là một ngày mình ra rồi mình thăm có dính không mà móc mồi rồi dục xuống ngược lại thôi, nó giống hạch vậy đó, nó cố định nó chết. Còn câu giác mình phải cuốn rồi mà sao mình về mình phăng rồi phao tùm lum hết trơn. Một cáo này nó không đi bên lịch cồn. Chín con gán con nữa. Gán con nó dân chục con chẳng. Còn lại hai phao nữa hết rồi. Mấy phao vàng nữa đó. Hên quá, linh quá. Cái mười cá. Chục con rồi coi. Không nhận nãy mình linh dữ trời. Nãy trước khi mà xuống xuồng thăm là mình nói khoảng 10 con là được rồi. Ôi ơi. Đừng nói 10 con quỵ lại luôn à. Linh như thằng luôn á. Tụm gài kênh tắt kiếm tiền bây giờ nói ra cái gì cũng linh chứ. Chính con rồi. Cố lên con nữa. Còn một phao nữa. Còn nữa chắc được. Chắc được. Được không đại ca? Được. Nó nói với lại cái đuôi chuột thằng Thánh nó cũng kiếm được con hay con chứ.
lớn hàng. Mới nó 10 con giờ 9 con quá. Không thấy gì nữa. Không, chắc con được. Này con khỉ. Không, con khỉ. Em nghĩ bữa nay cá đi thằng đáy nhiều. Thả gì phao dài thêm nữa là dám làm bạn dúng. Rồi nó con khỉ. Rồi luôn hết lưới luôn. Bây giờ đầu tới cái đuôi chuột thằng thánh nè. Đuôi chuột thằng thánh. Có gì không? Con khỉ. Rồi lên cái phèn quá. Chín con. Trời ơi, chín con. Để ông giáo nào nãy hai con mồng gà nó kia ông nội. 11 con đó. Con vẹt nó bay tới. Ở đây nói về vẹt thì bao la, tại ta nuôi cá bè với cá hầm nè. Quá trời, với nó bu lên đây. Giờ hai anh em mình rút quân về thôi. Nói chung bữa nay là bị bể đầu đó các bạn ơi. Tính ra cũng được có tàu gửi bóng ghiêu à. Dạng như ở đây á, là mấy anh em mình cũng biết trước hết rồi. Mấy bạn thấy gì chứ, mình làm cái nghề bà cậu này nè, nó cũng quen dần, nó cũng có sự đam mê bạn. Nhiều khi mình như cũ sổ ngồi bè hoài á, không có giăng lưới mấy ngày nay đó cũng buồn. Cái gì cũng vậy chứ á. Thì thay vì mình đam mê đó, mình chịu khó một xíu mình xuống mình thả cho đỡ buồn. Cái thứ hai nữa cũng có được một ít cá để mình bán, mình mua bún riêu, đường, bột ngọt đồ. Chứ đặt ra cái ở đây cái nghề lưới cá bè dinh này sống không có nổi với nó đâu. Tại giá cá mà ở đây nó rẻ quá. Thu nhập chính ở đây chỉ có giăng lưới neo nè, giăng câu thôi. Mấy đăng này tép nó hiếm quá. Ông Tám thì ổng có mối đó, ổng gom mấy ngày trời mới được ít tép giăng câu. Còn ở đây là thua luôn, kiếm tép giăng câu không có. Cậu sóng đánh ghê không? Hên là gió nó chưa nổi lên hung bằng. Sóng bắt đầu nó lợn nè. Ở trong tiền này bạn thấy chứ, nó nổi gió nhanh lắm. Trong vòng tích tắc 2-3 phút là nhìn thấy nó khác hẳn liền á. Chở tay không kịp á. Hồi nãy đâu có sóng không đâu, giờ bạn coi nè, mới xíu coi nè. Nó hụ lên cái là ớt lạnh. Trời ơi, bị ngủ sủ ơi. Ướt mẹ mình, ướt mẹ hết rồi. Ngủ cái sủ ơi. Quỷ thằng thôi. Nước nó bay tùm lum. Tới bến tập kết quyền thôi. Ở Sư Mẫu mình đã ba ga bá bạo cái xác gì trời. Đó cô ba với cụ con đó. Bà bào dữ Sư Mẫu. Trời ơi, ra văn cái xác luôn. Được 3-4 con gấu hả? Đói, bữa nay không có cá mắm vậy. Ông cụ thả 9 ký cá rồi thấy không? 9 ký à. Ai như chồng lụ đạn bà nãy có 4 con cá. Mà có ngăn gì nhìn. Chè môi. Nhìn lần lần nữa. Không tin. Trời, trong đục đầy, trong đục nè bà. Cái ừ của bà sao thấy nó nhỏ nhẹ kìm tốt như vậy. Nè, chín còn trong đục nữa nè. Bà ba ơi, nãy có bộ bà bự á, khoảng 9 ký à. Nó thẻ chứ không tin trời. Bà ba ơi, bà nó muốn tin trời. Có bộ nó đâu có đủ 9 ký. Bà lấy cái bộ bự á. Má ơi, có 9 con cá bà tin không? Mới kéo lên 99 con luôn, còn hơn nữa là lớn má không có con nào á. Bởi vì mới đau đầu á. Ừ. Trời trời trời, bà ba giang hồ chứ. Ừ, thành quả đó, ghê gớm chưa. 9 ký cá đó. Tao gửi bóng ghiêu. 9 ký cá mà tao gửi bóng ghiêu mới ghê chứ. Gửi ra bộ tiền nữa. Mà hên đựng con cá mà Vinh cũng bự luôn. Con cá sơn. Nè, căng thử là đựng ký không? Căng thử là đựng nhiêu? Không, cái này hơn ký à. Như đây
tên nó tên. Nằm im cưng, để anh Vy phiên cái cưng. Manh động hoài. Cái gửi là cái bỏ bao nhiêu? 200 gram hả? Vậy cho cái 2 vô tư. Cái mà nhìn đã không? Ừ, được, tao gửi nó rồi mà, tao gửi hủ tiếu, tao gửi muốn kêu mà. Em niềm nè. À, mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Chúc bạn xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau ha. Bữa nay nói chung là bể đầu từ lưa hột dưa, mông băng thuốc đỏ rồi. À, chào bạn nha.